Thị trường ô tô nóng lên khi VinFast bắt đầu mở bán xe điện VF3 và chỉ dành cho những khách nào đặt cọc trước. Những ngày qua thì thị trường ô tô Việt sôi động hơn bao giờ hết với từ khóa VF3, nhất là khi VinFast bắt đầu nhận đặt cọc sớm cho mẫu mini car điện kể từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 tính theo giờ của địa phương. 20.000 chiếc xe VF3 sẽ được dự kiến giao trong năm 2024. Sức nóng của VF3 có vẻ như là tăng đến mức không ngờ với từ khóa VinFast VF3 và những hình ảnh mẫu xe mini car đang tràn ngập khắp nơi trên mạng xã hội. Và mới đây, lãnh đạo VinFast đã chia sẻ hãng dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng khoảng 20.000 chiếc xe VF3 ngay trong năm 2024. Cảm giác như là ai cũng xếp hàng đi mua xe VF3 vậy, theo anh Trần Đức Lộc Thanh Xuân ở Hà Nội chia sẻ. Anh Lộc cho biết từ ngày 13 tháng 5 vào buổi sáng thôi thì thời điểm VinFast bắt đầu mở cọc để mà đăng ký mua xe thì cả công ty anh đã xôn xao bàn tán về thông tin này. Và chính anh cũng không ngờ khi mà lướt trên Facebook và có không ít bạn bè, người quen, thậm chí là họ hàng ở tỉnh khác đã khoe ảnh là mua được chiếc xe thành công bằng cách đặt cọc. Và hiện giờ thì không chỉ được lựa chọn màu độc đáo, việc đặt cọc sớm cũng giúp cho một số khách hàng tiết kiệm thêm 8 triệu đồng. Sau ngày 15 tháng 5, tức là qua 3 ngày nhận đặt cọc sớm, thì khách hàng muốn chọn những cái màu nâng cao gồm như là vàng, nè, xanh lá, hồng tím, xanh nhạt, nóc trắng và hồng phấn thì bắt buộc phải bỏ thêm một số tiền nữa. Và hiện giờ thì nhiều diễn đàn hội nhóm không chỉ tràn ngập những màu sắc rực rỡ của những chiếc xe VF3 mà còn là những hình ảnh do chính người dùng sáng chế để về số thứ tự, đặc biệt là chỉ có trên mỗi chiếc xe VF3 này. Và một số khách hàng dự báo VF3 có thể là một trong những bom tấn nóng nhất trong năm 2024, khi mà ngoài những ưu điểm về thiết kế, vận hành thì chiếc mini car của VinFast còn dễ tiếp cận đối với người dùng. Và giá cả hiện tại cũng đang khá tốt và phải chăng sẽ khiến cho quý khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Và trong trường hợp khách hàng có nhu cầu muốn mua luôn pin của xe thì có giá là 315 triệu đồng Việt Nam. Và hiện tại thì với thiết kế gần giống như một chiếc Mini Cooper hay còn gọi là chiếc mini car điện này thì đây là một trong những chiếc xe rất là gọn gàng giúp cho khách hàng có thể dễ dàng đi lại nhiều hơn. Và nói sơ qua một chút về chiếc VinFast VF3 này thì VF3 được tạo ra với hiệu ứng không nhỏ, trở thành một trong những chủ đề bàn toán khắp nơi trên mạng xã hội, đặc biệt là những người yêu xe. Và xe có mức giá đang trong thời gian ưu đãi là khoảng 235 triệu đồng Việt Nam, theo giá là thuê pin, còn nếu như mà ai muốn mua luôn pin thì giá là 13 triệu. Chính sách Mỹ-Trung, Biển Đông của tân Thủ tướng Singapore sẽ ra sao? Vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, thì ông Hoàng Tuấn Tài, Lawrence Wong, chính thức nhậm chức Thủ tướng Singapore trong tình hình địa chính trị có nhiều thay đổi so với bối cảnh mà người tiền nhiệm Lý Hiển Long phải đối mặt. Theo South China Morning Post, Mỹ hiện chú trọng nhiều hơn vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương với việc kiến tạo hàng loạt các cơ chế tiểu đa phương cùng với các đồng minh và đối tác ở khu vực. Bên cạnh đó, thì Mỹ và Trung Quốc cũng đang cạnh tranh quyết liệt về một số lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, quân sự và an ninh. Trong bối cảnh địa chính trị như trên, thì chính sách quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc của đảo Singapore dưới thời của ông Hoàng Tuấn Tài đang là một chủ đề được quan tâm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây cùng với tạp chí The Economist vào tuần trước, thì ông Hoàng đã nhấn mạnh Singapore phải chuẩn bị tinh thần cho kịch bản khó lường trong thập niên tới khi mà những mâu thuẫn và căng thẳng cơ bản, quan điểm của hai quốc gia Mỹ và Trung hiện vẫn còn, thậm chí có rất nhiều khả năng xảy ra sai sót và căng thẳng bùng phát. Với diễn biến trên, thì ông Hoàng tái khẳng định cách tiếp cận ưu tiên Singapore chứ không nghiêng về bên Trung hay bên Mỹ. Trước đó, thì trong một bài phỏng vấn cùng với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ vào tháng 10 năm 2023, ông Hoàng Tuấn Tài chia sẻ quan điểm rõ ràng rằng Singapore không tìm kiếm sự cân bằng trong quan hệ Mỹ-Trung, mà nước này mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, Singapore sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của chính Singapore, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Và điều này có nghĩa là một số trường hợp thì tùy theo hoàn cảnh mà Singapore có thể đưa ra những quyết định có vẻ đứng về phe nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là Singapore sẽ nghiêng về Trung Quốc hay nghiêng về Mỹ, mà chỉ đơn giản là vì lợi ích của Singapore, theo ông Hoàng giải thích. Tuy nhiên thì các nhà phân tích vẫn cho rằng việc điều hướng một mối quan hệ như vậy trên thực tế sẽ là một thách thức lớn đối với ông Hoàng khi mà Singapore nỗ lực khẳng định vị thế của mình trong một khu vực đầy biến động và ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi những cạnh tranh lớn giữa các nước.
Khi mà các nguồn tăng trưởng của Singapore đa dạng hóa, ông Hoàng sẽ càng ít phải lo lắng về việc đi theo bất kỳ bên nào. Lợi ích quốc gia của Singapore sẽ là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Mỹ-Trung, ông Felix Chang, thành viên của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại của Mỹ đánh giá. Chính sách của Trung Quốc thì khó thay đổi, theo bà Linda Lim tại Đại học Mỹ Michigan, thì nhận định sẽ có rất ít sự khác biệt giữa ông Lý và ông Hoàng và chính sách của Singapore đối với Trung Quốc vì đây là lợi ích quốc gia chứ không phải là sở thích cá nhân. Sự khác biệt chính là ở diễn biến bên ngoài chứ không phải là nội bộ của Singapore. Mối quan hệ song phương sẽ được giải quyết bởi những gì Trung Quốc triển khai thay vì là Singapore. Còn về vấn đề lãnh thổ Đài Loan, trả lời The Economist thì ông Hoàng Tuần Tài nhấn mạnh Singapore tuân thủ chính sách một Trung Quốc, đồng thời không cho phép nước mình bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì để ủng hộ nền độc lập của Đài Loan. Ông Phạm Lôi tại Viện Chaha của Trung Quốc đánh giá ông Hoàng sẽ thừa kế những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ của ông Lý Hiển Long và đặc biệt thận trọng khi mà quyết định các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Về vấn đề Biển Đông thì trả lời cùng với CSIS thì ông Hoàng chia sẻ, Singapore không liên quan trực tiếp nhưng tham gia với tư cách là một phần của ASEAN, khối hiện thảo luận một quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc với Trung Quốc. Bên cạnh đó thì ông cũng sẽ nêu rõ 3 mục tiêu về vấn đề Biển Đông, tự do hàng hải, luật pháp quốc tế được cải thiện trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình để tránh leo thang và tránh gây bất ổn, xung đột trong khu vực. Theo đó thì hiện giờ ông Hoàng Tuần Tài có vẻ là sẽ không có quá nhiều sự khác biệt cùng với người tiền nhiệm là ông Lý Hiển Long. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm, nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Anh thông báo đóng thêm 6 tàu chiến mới. Vào ngày 14 tháng 5 tính theo giờ của địa phương thì Anh công bố một kế hoạch đóng tới 6 tàu hỗ trợ đa chức năng MRSS mới để mà nhằm thực hiện hóa chương trình phát triển tổng cộng 28 tàu chiến và tàu ngầm cho lực lượng hải quân. Phát biểu tại hội nghị sức mạnh biển thường niên tại London, Anh, vào ngày 14 tháng 5 vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharps đã mô tả kế hoạch trên dự báo một thời kỳ hoàng kim mới cho ngành đóng tàu của Anh, theo tờ Warzone đưa tin. MRSS sẽ là tàu chiến có tính linh hoạt cao, có thể triển khai trên nhiều hoạt động khác nhau và được thiết kế để mà mang theo phương tiện, máy bay, tàu hỗ trợ và một loạt hệ thống không người lái cho các nhiệm vụ phức tạp. Và MRSS cũng sẽ là nơi có thể đóng vai trò là tàu tiếp nhận thương vong chính, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cho lực lượng của Anh ở bất kỳ địa điểm nào, theo Sharps chia sẻ. Chính phủ Anh cũng cho biết thêm là các tàu MRSS mới sẽ thay thế nhiều loại tàu đang hoạt động như hai tàu đổ bộ lớp Albion và ba tàu đổ bộ phụ trợ lớp Bay và tàu hậu cần RFA Argus vào đầu những năm 2030 sắp tới. Hai tàu tấn công hiện tại của thủy quân lục chiến Hoàng gia HMS Albion và HMS Bulwark sẽ không bị loại bỏ ngay lập tức mà hoạt động đến năm 2033 và 2034. Trong cuộc phỏng vấn cùng với tờ The Telegraph, thì Bộ trưởng Quốc phòng Sharps nhấn mạnh khi mà các quốc gia như là Trung Quốc và Nga đầu tư mạnh vào lực lượng quân đội, chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng Anh dẫn đầu các đồng minh để phương Tây không bị loại bỏ phía sau. Dự án này là một trong những bước quan trọng trong chương trình đưa các tàu này vào sử dụng và hiện đại hóa khả năng tấn công ven biển của Hải quân Hoàng gia Anh. Khả năng thích ứng và linh hoạt sẽ là một trong những trọng tâm thiết kế
MRSS cũng như khả năng tác chiến cùng với các đồng minh NATO của chúng tôi. Và theo tờ The Royal Navy dẫn lời giám đốc chương trình MRSS tư lệnh Alex Allen. Bên cạnh đó thì chương trình đóng tàu chiến được cho là một phần của chiến lược quân sự mới của chính phủ Anh. Theo đó thì Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 2.5 GDP mỗi năm cho đến khi cuối thập niên này. Đồng thời nhấn mạnh đặt ngành công nghiệp vũ khí của Anh vào tư thế chiến tranh để đối phó với những mối đe dọa toàn cầu. Máy bay riêng của ông Trump va chạm máy bay khác sau khi hạ cánh. Vừa qua, chiếc máy bay Boeing 757 của ông Trump đã va chạm với một chiếc máy bay của hãng VistaJet Malta đang đậu ở sân bay Florida. Đài NBC vào ngày 15 tháng 5 dẫn thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho hay là chiếc máy bay riêng của cựu Tổng thống Donald Trump đã va chạm vào một chiếc máy bay khác tại sân bay ở bang Florida. Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 12 tháng 5 tính theo giờ của địa phương khi mà cánh chiếc máy bay Boeing 757 của ông Trump va chạm cùng với thang của phía sau một chiếc máy bay của hãng VistaJet Malta đang đậu ở sân bay quốc tế Palm Beach. Chưa rõ là ông Trump có trên máy bay hay không. Trước đó, ông đã vận động tranh cử ở tiểu bang New Jersey vào ngày 11 tháng 5 và vụ va chạm xảy ra sau khi máy bay của ông Trump đã hạ cánh an toàn và đang lăn bánh. Không có thương vong được ghi nhận trong vụ việc trên. Một chiếc máy bay Boeing 757 thuộc sở hữu tư nhân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Palm Beach vào ngày khoảng 1 giờ 20 sáng giờ địa phương vào ngày 12 tháng 5. Trong khi đang di chuyển thì chóp cánh của nó đã va chạm vào một chiếc máy bay phản lực đang đậu và không có người, FAA cho hay và đang điều tra vụ việc trên. Một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa đưa ra bình luận. Tại Florida thì ông Trump có một khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach. Theo Business Insider thì chiếc Boeing 757 đã cất cánh lần đầu vào năm 1991 và trước đây hoạt động cho hãng Sterling Airways, Đan Mạch và Thesa Airlines của Mexico. Chiếc máy bay sau đó là máy bay phục vụ của nhà sáng lập Microsoft Paul Allen trước khi mà được bán lại cho ông Trump. Và tỷ phú này đã mua chiếc máy bay vào năm 2011 với giá là 100 triệu USD và nó đã trở thành biểu tượng tranh cử của ông vào năm 2016. Sau khi ông Trump trở thành tổng thống thì chiếc máy bay vẫn được tập đoàn Trump Organization sử dụng từ năm 2017 đến năm 2019. Sau đó nó đậu tại sân bay quốc tế Stewart ở New York trong vòng 2 năm trước khi bay đến Louisiana vào tháng 11 năm 2021 để tân trang. Máy bay được sử dụng trở lại vào tháng 7 năm 2022 sau khi được công ty Landlord Aviation tân trang với thân màu đen và cờ Mỹ phía sau đuôi. Hiện máy bay được ông Trump sử dụng trong chiến dịch tranh cử vận động vào năm 2024 sắp tới. Chiếc máy bay 43 chỗ có thể phục vụ các bữa tiệc lớn dù là người từng thấy ông Trump chỉ cần ăn McDonald's và khoai tây chiên khi mà di chuyển trên máy bay này thôi. Máy bay còn có một số phòng ngủ và khu vực được thiết kế sang trọng. Một lãnh đạo của Trump Organization từng cho biết là đai cài dây an toàn và nhiều chi tiết khác cho máy bay đã được mạ vàng 24 karat. Ngôi sao người lớn Stormy Daniels mặc áo chống đạn tới phiên tòa xử ông Trump. Vừa qua, thì luật sư của ngôi sao người lớn Stormy Daniels đã nói thân chủ của mình đã mặc áo chống đạn khi mà tới làm chứng trong phiên tòa chống lại cựu tổng thống Donald Trump tại Manhattan, New York. Cô ấy lo ngại về vấn đề an ninh khi mà tới New York và cô ấy đã mặc áo chống đạn hàng ngày cho đến khi tới tòa án. Clark Brewster, luật sư của ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, chia sẻ vào ngày 13 tháng 5 trước đó. Theo luật sư Brewster, thì Daniels đã tới New York vào ngày 12 tháng 5 tính theo giờ của địa phương để làm chứng trong phiên tòa xét xử cáo buộc của Tổng thống Donald Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng cho cô và cô đã khóc tới mức mất ngủ. Cô ấy tê liệt vì nỗi sợ, không phải vì đứng lên làm chứng mà là lo sợ về những điều này một gã khùng nào đó có thể làm với cô. Cô thật sự lo ngại về kịch bản ấy. Luật sư Brewster chia sẻ thêm. Daniels trước đó từng chia sẻ trong một bộ phim tài liệu rằng cô đã nhận được một khoản tiền vì lo sợ cho tính mạng. Khi bước ra làm chứng cho các phiên xử thì Daniels đã cung cấp lời khai chi tiết về mối quan hệ tình ái của cô và ông Trump kể từ năm 2006. Cô sau đó được cho là đã nhận 130.000 USD từ luật sư Michael Cohen của ông Trump để giữ im lặng về câu chuyện này. Và khi ông Trump ra tranh cử vào năm 2016, ông Trump bị cáo buộc đã làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu số tiền chuyển cho Cohen.
cựu Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận luôn cả chuyện ngoại tình cùng với Daniels. Luật sư Susan Nicholas, thành viên của nhóm pháp lý của ông Trump, chỉ trích Daniels là nhân chứng không đáng tin và cáo buộc ngôi sao người lớn này đang kiếm lời bằng tin đồn ngoại tình với cựu Tổng thống. Phát biểu sau khi mà Daniels ra làm chứng thì cựu Tổng thống Donald Trump gọi đây là nỗi ô nhục và cho biết là ông nên đi vận động tranh cử ngay lúc này. Do bị thẩm phán áp lệnh cấm ngôn cho nên là ông Trump không bình luận trực tiếp vào những lời khai của cô. Ông Trump hiện giờ vẫn đang bị xét xử với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản chi để bịt miệng Daniels. Nếu bị kết tội thì ông có thể bị tuyên phạt lên đến 4 năm tù với mỗi tội danh. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô, hộp 180 viên; dạng nước giá 260 đô, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com.